Hello mọi người, thì trước mắt mọi người đây là chiếc tivi Kuka 55 inch nha mọi người. Đây là dòng tivi Android nha mọi người, có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt nha, độ phân giải 4K nha. Thì hiện tại bên hệ thống điện máy Chợ Lớn bên mình đã nhập mẫu này bán được một thời gian nha. Thì theo mình đánh giá thì mẫu này giá cả khá là tốt nha, chất lượng hình ảnh và âm thanh và chất lượng internet cũng rất là tốt nha mọi người. Thì phân khúc tầm khoảng 7 triệu thì đây là dòng tivi giá rẻ và dễ sử dụng nhất cho mọi người, thương hiệu Kuka nha. Thì hiện tại bên hệ thống điện máy Chợ Lớn bên mình đã nhập và bán cũng được một thời gian nha mọi người. Số điện thoại của tổng đài bên mình là 1900 2628 nha. Còn số điện thoại của cá nhân mình là 0949 540 161 nha. Đây là remote của TV nha mọi người, nhỏ gọn và rất là dễ sử dụng nha. Chạy hệ điều hành Android cái bản Google TV nha mọi người. Có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt nha. TV bấm cũng khá là mượt nha mọi người. Độ phân giải màn hình là 4K mọi người. Hình ảnh cũng khá là trung thực nha. Thì hệ thống điện máy Chợ Lớn bên mình nhận giao hàng tất cả các khu vực có điện máy Chợ Lớn thì bên mình đều giao hàng được nha mọi người. Đây mình test thử một đoạn clip trên YouTube cho các bạn xem nha. Thì hàng có trưng bày tại một số chi nhánh nha mọi người. Mọi người muốn biết hàng có ở đâu thì vui lòng liên hệ với mình hoặc liên hệ số điện thoại tổng đài, mình sẽ tư vấn thêm cho nha. Mình thì của chi nhánh Cà Mau nha mọi người. Nhưng mà bên mình thì tức là các bạn có thể đặt hàng của mình có thể nhờ tất cả các chi nhánh mà có điện máy Chợ Lớn thì mình đều giao được nha. Ví dụ như các bạn ở Kiên Giang thì mình sẽ đẩy cái đơn hàng về Kiên Giang cho bên Kiên Giang giao nha. Hoặc là các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, ở quận nhất quận 5 gì đó thì mình sẽ đẩy hàng về cho cái kho ở trên đó nó giao nha mọi người. Tức là cái kho giao hàng là cái kho mà gần nhất của mọi người thì cái kho đó nó sẽ giao và phụ trách việc bảo hành nha mọi người. Mình test thử một cái đoạn video trên FPT Play chạy mình thấy cũng khá là mượt nha mọi người. Thì hiện tại dòng TV Kuka chạy Android này bên mình có mẫu là 50 inch, 70 inch và 75 inch nha mọi người. Bên FPT Play thì đa phần là xem trực tiếp đấy nha mọi người. Rồi giá bán thì mình không có để trên đây nha các bạn, tại vì giá bán của bên mình nó sẽ thay đổi nha. Khi thì bán giá này, khi thì bán giá khác nha mọi người. Nhiều khi trong một ngày đổi giá cũng một hai lần là chuyện bình thường nha. Rồi vui lòng liên hệ số điện thoại của mình nha, 0949 540 161 nha mọi người. Còn tổng đài của bên mình là 1900 2628 nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha. Hẹn gặp lại vào video sau nha.